Hôm nay tôi sẽ đi phượt, nhưng không phải ở đâu xa xôi, mà ở ngay Hà Nội thôi. Bởi vì Hà Nội cũng có rất nhiều núi đấy nhá. Điểm đến hôm nay của chúng tôi chính là núi Hàm Lợn. Hello. Xin lỗi Linh, anh đến muộn mấy phút. Không sao, em cũng vừa mới đến thôi ạ. Bởi vì hôm nay chúng ta đi khá xa Hà Nội và phải leo núi, cho nên là anh phải kiểm tra lại xe cho chắc chắn. Để đảm bảo an toàn cho hai anh em mình thì em đợi lâu thêm một tí nữa cũng được. Em phải cảm ơn vì sự cẩn thận của anh ấy. Bây giờ chúng ta cũng đi chinh phục nóc nhà thủ đô thôi. Nhưng mà chưa đi được đâu. Ủa sao thế ạ? Em tưởng anh kiểm tra xe kỹ lắm rồi. Không phải là do xe, mà là em đấy. Em thử kiểm tra lại xem có gì chưa được không. À, em nhớ ra rồi. Em chưa cài dây an toàn, chắc là vì háo hức quá nên em quên mất đấy. Theo quy định của pháp luật hiện hành, cả người lái và hành khách ngồi trên xe ô tô bắt buộc phải thắt dây an toàn tại vị trí được trang bị dây an toàn khi xe di chuyển. Đây 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 đây. Xong rồi, chúng ta cùng đi thôi. Let's go. Em mỗi ngày mới lên trên biển xanh hay đồng xanh lúa. Núi Hàm Lợn nằm trên dãy núi Độc Tôn, huyện Sóc Sơn, được coi là nóc nhà của thủ đô. Từ trung tâm thành phố, chúng ta sẽ đi theo hướng về sân bay Nội Bài để tới đây. Chỉ cách có 40 km, nhưng lại mở ra một không gian hoàn toàn khác, quang đãng, xanh ngát và vô cùng yên bình. Ở đây xung quanh có núi này, có hồ này, nên là có lạnh hơn trong thành phố một chút anh Trực nhỉ? Nhưng mà đổi lại thì chúng ta có một bầu không khí trong lành và nhẹ nhõm thì anh nghĩ là nó vô cùng xứng đáng đúng không Linh? Quá xứng đáng luôn. Đây là địa điểm dã ngoại vô cùng lý tưởng bởi có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp với hồ nước trong xanh và rừng thông ngút ngàn. Bạn biết không, thông có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt. Chính vì thế chỉ cần tản bộ giữa những tán thông, hít căng lồng ngực luồng không khí trong lành, cả cơ thể bạn đã như được làm mới rồi. Tới đây, bạn có thể trekking dọc con đường từ hồ lên đỉnh núi và có thể hạ trại ở bất kỳ điểm nghỉ nào, bởi Hàm Lợn có nhiều bãi đất, tuy không quá rộng nhưng đủ bằng phẳng và đặc biệt là rất lãng mạn vì được ôm trọn bởi những rừng thông. Đúng là không cần phải đi đâu quá xa, chỉ cần thay đổi không gian một chút thôi là chúng ta đã có thể cảm thấy tinh thần thoải mái và tràn đầy năng lượng rồi.